Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm tinh giản biên chế, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng số lượng học sinh trên lớp, tăng số lớp trên trường, dồn dịch điểm trường lẻ, sáp nhập các điểm trường mầm non, phổ thông có quy mô nhỏ. Phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp lại trường lớp học, ổn định tổ chức bộ máy sau khi sáp nhập, tiết kiệm biên chế, tăng hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học. Trong nhiệm kỳ đã sáp nhập 102 trường, trung tâm thành 55 đơn vị, giảm 46 đơn vị, đang hoàn thiện thủ tục giải thể một trung tâm. Toàn tỉnh hiện có 335 trên 495 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ gần 69%, vượt gần 8% so với mục tiêu nghị quyết. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ tiếp tục duy trì và đạt được nhiều kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết nạp được 40 đảng viên mới, 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xác định 9 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và đảng viên, lãnh đạo thực hiện phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo hướng bền vững. Với tinh thần dân chủ đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu gồm 16 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Hôm nay, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Điện Biên cũng đã tổ chức Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong hoạt động tín dụng, hạn chế tỷ lệ nợ xấu, tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng bình quân các năm đạt 6,8%, tổng dư nợ các năm đạt 13,8%, tỷ lệ nợ xấu chiếm trên 1,5%. Kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập bình quân của cán bộ viên chức đạt bình quân 12 triệu đồng trên người trên tháng. Song song với hoạt động kinh doanh, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Điện Biên còn tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm phát triển Đảng với 16 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tham gia ủng hộ thiên tai lũ lụt, quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Điện Biên đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 5, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu khối cơ quan và doanh nghiệp lần thứ 9. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Cổng Dịch vụ Công trực tuyến tỉnh đã tiếp nhận hơn 16.600 hồ sơ và xử lý được trên 11.500 hồ sơ. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, giảm thời gian chi phí đi lại cho người dân doanh nghiệp và tăng tính công khai minh bạch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều cơ quan đơn vị, đặc biệt là cấp xã chưa thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ Công trực tuyến của tỉnh. Số lượng cá nhân tổ chức nộp hồ sơ phát sinh qua Cổng Dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn rất thấp, tỷ lệ hồ sơ quá hạn, trễ hẹn còn cao. Do vậy, để người dân hiểu và chủ động tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thì công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh và đi trước một bước. Cổng Dịch vụ Công trực tuyến tỉnh cung cấp gần 1.800 dịch vụ công mức độ 2, 243 dịch vụ công mức độ 3 và 86 dịch vụ công mức độ 4. Qua đánh giá, Cổng Dịch vụ Công trực tuyến tỉnh đã đáp ứng 100% việc xử lý các bộ thủ tục hành chính với cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 theo quy định. Để tăng cường hiệu quả, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ Công trực tuyến phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua hệ thống Cổng Dịch vụ Công trực tuyến. Khai thác sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công trực tuyến của tỉnh để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong cải cách hành chính.
Trong 4 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn tỉnh đạt trên 105 tỷ đồng, giảm hơn 31% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, dịch vụ lưu trú đạt hơn 15 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ 2019. Dịch vụ ăn uống đạt trên 90 tỷ đồng, giảm 31%. Nguyên nhân dẫn đến doanh thu giảm là do các ngành dịch vụ này chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4, cả nước nói chung và Điện Biên nói riêng đều thực hiện giãn cách xã hội. Theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, nên các dịch vụ ăn uống, du lịch, lưu trú phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, trong thời gian tới, việc nới lỏng giãn cách xã hội và kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên toàn quốc, hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch sẽ từng bước hồi phục. Vì thế, các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch trên địa bàn tỉnh cần chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả phục vụ để đảm bảo khôi phục hoạt động, nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, huyện Tuần Giáo đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động kêu gọi sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị tại địa phương. Đây là một tiêu chí sử dụng ít nguồn lực nhưng không phải là dễ thực hiện nếu như người dân vẫn chưa có cái nhìn đúng đắn về việc bảo vệ môi trường sống của chính mình. Thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, huyện Tuần Giáo chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cử cán bộ công chức viên chức trực tiếp xuống hướng dẫn các xã, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 17 về môi trường. Các đơn vị phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã chủ động triển khai thực hiện ngày thứ 7 về xây dựng nông thôn, đóng góp công sức chung tay với xã, bản dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh dọc ven đường trục chính liên bản liên xã đã được bê tông hóa nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đến nay, trên địa bàn huyện có gần 58% số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 50% hộ dân có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh. Dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ước đạt 80%. 100% trường học, trạm y tế xã có nước và nhà tiêu vệ sinh được quản lý sử dụng tốt. Chất thải, nước thải tại các gia đình và các cơ sở sản xuất cơ bản được thu gom xử lý đảm bảo vệ sinh. Việc thực hiện mai táng người chết tại nghĩa trang của các bản đều phù hợp với quy định vệ sinh. Đến nay, toàn huyện đã có 11 trên 18 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, việc tiến hành rà soát các khu vực dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đang được huyện Tùa Chùa tích cực triển khai thực hiện nhằm đề ra các phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản khi có tình huống thiên tai xảy ra. 11 hộ dân tại bản Tà Lá Cáo và thôn 2 xã Xính Phình thuộc diện phải di rời do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Nhưng đến nay mới chỉ có 4 hộ dân di rời đến nơi ở mới. 5 hộ còn lại chưa di rời do chưa có quỹ đất nên việc chuyển đi gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, chính quyền xã đã đề ra các phương án vận động và hỗ trợ các hộ dân đến nơi ở mới, đồng thời xây dựng kế hoạch, lập phương án chủ động ứng phó thiên tai. Trên địa bàn xã thì hàng năm ấy, thì qua cái dự báo thời tiết hàng năm cũng như là qua rà soát ở một số điểm mà có nguy cơ sạt lở về nhà ở cho các cái hộ gia đình thì trong cái thời gian vừa qua thì xã đã chủ động huy động lực lượng tại chỗ để giúp người dân di chuyển vào một số điểm an toàn. Trên cơ sở giúp của người dân thì xã cũng có cái thu cái nguồn quỹ chữ thập đỏ cũng như là một số cái quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ trước mắt cho người dân để đi vào các cái điểm an toàn trong cái thời gian mưa lũ trong các cái năm vừa qua. Qua kiểm tra rà soát, huyện Tùa Chùa có khoảng 5 khu vực trọng yếu, nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét và đá lăn có dân cư sinh sống. Trong đó nguy hiểm nhất là khu vực trung tâm hành chính xã Hủy Xó, khu bản Hột, xã Mường Đun, khu bản Tà Lá Cáo, xã Xính Phình. Các khu vực này có đồi núi bị rạn nứt, sạt lở từ những mùa mưa năm trước, nền đất chưa ổn định, khi gặp thời tiết mưa dài có nguy cơ sụt trượt bất cứ lúc nào. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện Tùa Chùa đã xây dựng phương án và phân công các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện xuống địa bàn giúp các xã ứng phó thiên tai. Trong đó chú trọng thực hiện phương án 4 tại chỗ để khi xảy ra sự cố đảm bảo di rời người dân đến nơi an toàn. Thì chúng tôi cũng đã thứ nhất là cũng chỉ đạo các ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của các xã thường trực 24/24 trong mùa mưa lũ, tập trung mạnh nhất là những vùng có nguy cơ có ảnh hưởng có nguy cơ cao như ở bản Hột, xã Mường Đun, nguy cơ sạt lở, nguy cơ sụt sạt ở trung tâm hành chính xã Hồi Xó, nguy cơ sạt lở ở Lạc Giang, xã Xín Trải và một số điểm đá lăn, nguy cơ đá lăn là chúng tôi cũng có cái cảnh báo và
phối hợp với ban chỉ huy phòng chống thiên tai của các xã để có cái biện pháp phòng chống cũng như là cảnh báo kịp thời về các cấp để có chủ động được cái phương tiện cũng như là con người để tham gia ứng cứu. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động ứng phó với các tình huống lũ quét, sạt lở đất, trong thời gian tới, huyện Tùa Chùa tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tăng cường thông tin cảnh báo đến các cấp chính quyền và người dân. Các xã thị trấn tập trung phối hợp với người dân tổ chức kiểm tra rà soát ngay ở những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực ven sông suối, khe suối, tà luy, sườn đồi, chân vách núi đá, để chủ động phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra, ứng cứu khi có yêu cầu nhằm giảm mức thấp nhất thiệt hại khi có mưa lũ. Thưa quý vị, mùa mưa hàng năm trên địa bàn huyện Tùa Chùa thường xuất hiện những trận mưa lớn kéo dài, dễ gây lũ quét, sạt lở đất, làm hư hỏng các công trình thủy lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Để hạn chế những thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ, gia cố hồ đập, kênh mương thủy lợi. Hiện trên địa bàn huyện có 80 công trình thủy lợi. Do các công trình thủy lợi xây dựng tại những khu vực khe suối, đầu nguồn nước, nên khi xảy ra mưa lớn, sức nước chảy mạnh, nguy cơ các công trình thủy lợi bị hư hỏng là rất cao. Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 8 công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ. Ngoài các công trình bị hư hỏng nhẹ đã được các địa phương chủ động khắc phục, thời điểm này, bằng các nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban nhân dân huyện đang tập trung sửa chữa khắc phục 2 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ, gồm công trình thủy lợi Tả Phìn, xã Tả Phìn và công trình thủy lợi Bản Hột, xã Mường Đun. Thứ nhất là tập trung vào sửa chữa khắc phục cái hậu quả thiên tai của những năm trước như năm 2018, 2019 mà đã bị thiên tai gây ra. Thế như ông chí đây đã xem mà chúng tôi đang khắc phục và kịp thời để sản xuất cho vụ mùa của 2 thôn Bản Hột và Bản Kép, cũng như một số công trình khác thì chúng tôi cũng đang tiến hành gấp rút thi công. Và đối với các công trình thủy lợi thì chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra trong mùa mưa lũ, có vấn đề về liên quan tới mưa lũ thì báo cáo kịp thời để khắc phục tạm thời hoặc là khắc phục lâu dài để đảm bảo cái sản xuất cho người dân. Do kinh phí để sửa chữa các công trình thủy lợi bị phá hủy do mưa lũ là rất lớn, trong khi ngân sách huyện còn hạn chế, nên những năm qua huyện Tùa Chùa luôn xác định việc chủ động đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão đã được đặt lên hàng đầu, thường xuyên chỉ đạo các xã thị trấn củng cố kiện toàn các tổ thủy nông trên địa bàn, chú trọng công tác quản lý sử dụng các công trình thủy lợi và tăng cường kiểm tra các công trình trong thời điểm mưa lũ. Nhờ thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ các công trình thủy lợi, đến nay hầu hết các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đều phát huy hiệu quả, cung cấp đủ nước tưới cho gần 410 ha lúa đồng xuân và hơn 1.415 ha lúa mùa. Đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn ấy, xã cũng đã thành lập cái tổ thủy nông để quản lý. Tổ thủy nông hàng năm xã cũng đã cử ra mỗi thôn 2-3 người để coi như khắc phục và khơi thông công rãnh để thoát nước, để đủ nước tưới tiêu cho cánh đồng để phục vụ sản xuất. Sáng qua làm tốt công tác kiểm tra thường xuyên. Đấy, khi mưa xuống thì chỗ nào về lớp thì chỉ đạo luôn cái tổ thủy nông đấy nạo vét kịp thời để khắc phục và nới tưới tiêu cho cánh đồng. Xác định các công trình thủy lợi có vai trò trọng yếu đối với sản xuất nông nghiệp, bước vào mùa mưa lũ 2020, huyện Tùa Chùa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân để chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị chính quyền địa phương được giao quản lý công trình thủy lợi phải nghiêm túc thực hiện công tác duy trì, thường xuyên kiểm tra hệ thống hồ đập, kênh mương. Nếu xảy ra tình huống mưa lũ, đất đá sạt lở gây hư hỏng nhẹ, chính quyền địa phương cần chủ động huy động các nguồn lực sẵn có để khắc phục sự cố, hót sụt sạt để các công trình thủy lợi tiếp tục phục vụ việc thoát nước kịp thời. Thưa quý vị, bên cạnh các giải pháp chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở và bảo vệ các công trình thủy lợi, thời điểm này huyện Tùa Chùa đã và đang chủ động các phương án đảm bảo an toàn hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ. Hiện nay trên địa bàn huyện Tùa Chùa có gần 860 km đường bộ, trong đó có 220 km đường nhựa, hơn 120 km đường bê tông, còn lại là gần 160 km đường cấp phối và gần 360 km đường đất. Do đặc thù địa hình chủ yếu là núi có độ dốc cao, nhiều vực sâu, địa chất thiếu tính ổn định nên mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện sẽ dễ bị ảnh hưởng thiệt hại trong mùa mưa lũ, nhất là các tuyến Tả Phìn, Hủy Xó,
tuyến đường Xín Trải Hủy Lóng, tuyến Xính Phình Trung Thu Lao Xả Phình Tả Xin Thàng, vân vân. Trước thực trạng trên, để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, thời gian qua huyện Tùa Chùa đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã tu sửa và thường xuyên kiểm tra đánh giá thực trạng các tuyến đường, đặc biệt là những vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Chính quyền cơ sở thành lập tổ xung kích thường xuyên tuần tra nhằm phát hiện sớm sự cố để thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý. Để đảm bảo trong cái mùa mưa lũ thì hàng tháng thì đối với địa bàn xã thì cũng có giao cho xã để duy tu tuyến đường chính từ thị trấn đi vào xã Xín Trải. Thì trên địa bàn thì có 17 km để đảm bảo cho thông suốt đi lại, thì hàng tháng là cũng huy động cho bà con nhân dân là nõng viết các cái một số cái cống rãnh để không bị lấp, cũng như là thông để làm sao là đảm bảo thông suốt trong mùa mưa. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện cũng đã chủ động tham mưu đề nghị Sở Giao thông Vận tải quan tâm xử lý một số điểm đen nguy cơ tiềm ẩn cao về tai nạn giao thông, như mở rộng, cắt một số các cua, rãnh thoát nước trên tuyến tỉnh lộ 140. Ngoài ra, tại những tuyến đường đang thi công dở, huyện đã hợp đồng với các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung nhân lực, vật lực, phương tiện tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Ở trên địa bàn thì hầu hết các tuyến, ví dụ như tuyến từ Xính Trải đến Hồi Lóng, Hồi Xó, ở giáp bờ sông thì có nguy cơ cao về cái sạt lở. Hai nữa là các tuyến về đường từ Tả Xìn Thàng vào Lao Xả Phình và vào Trung Thu, bởi vì đây nó tuyến mới mở, cho nên về cái địa chất đất là nó không được tốt, nó không được đảm bảo, cho nên là về cái nguy cơ sạt lở cao nó có khả năng xảy ra. Thì về phía phòng đã có phương án xây dựng các phương án là để huy động nếu như có tình huống mà sạt lở xảy ra, đấy, chia cắt đấy, thì là đã một là sử dụng bằng 4 tại chỗ, hai nữa là huy động các cái nguồn lực sẵn có của huyện. Ví dụ như ở các doanh nghiệp, các máy móc thiết bị như là máy xúc, máy ủi, rồi ô tô vận chuyển hàng hóa, đấy, rồi là vật liệu để làm sao phục vụ được thông tuyến, đấy, đối với các doanh nghiệp, từ các doanh nghiệp hỗ trợ. Bước vào mùa mưa lũ, huyện tiếp tục thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, huy động sức dân phát tuyến, khơi thông cống rãnh thoát nước, sửa chữa cầu cống tạm đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ. Tại một số cung đường hay xảy ra sụt sạt, lở đường, chính quyền địa phương thành lập tổ xung kích tuần đường, thành viên trong tổ thường xuyên tuần tra thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, xử lý kịp thời sự cố giao thông do thiên tai. Đến đây chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung của chương trình trên địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.